hoang. Sức hết rồi bây giờ này. Đây là chương trình văn nghệ đến rồi các bạn ạ. Lên pha đi các bạn ơi. Mùng 1 tháng 5 ngày mai vẫn còn nha các bạn nhá. Làm xuyên đến mùng 1 tháng 5 luôn. Bây giờ chương trình của buổi chiều là mới bắt đầu bây giờ nha các bạn nhá. Mới bắt đầu bây giờ chứ không phải là chưa hết đâu. Hay là mới bắt đầu bây giờ. Thì buổi từ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ ấy thì sang bên Pufadin để giao lưu bên đấy rồi. Thì mới sang bên này. Bên này thì bây giờ mới bắt đầu bây giờ. Có các bạn nhé, đang chuẩn bị. Nó tối thì gần nó vào. Lên pha đi nữa các bạn ơi. Chương trình văn nghệ sẽ diễn ra vào hôm nay và ngày mai nhá. Ngày mùng 1. Thank you.